0.105. Được không? Và B 492 hả? 492. Vậy thì lúc này mấy vị xây dựng được một cái hàm số là A bằng 0.105x cộng cho 0.492. Được chưa? Và lúc này mấy vị cái nô tay quanh á, mấy vị đọc lại cái nô tay 1 nãy á, là x lấy bằng 1 tài năng đầu tiên của những người quá khứ và lấy liên tục tăng thêm 1 đơn vị. Được không? Cho đến hết năm dự báo. Còn nãy số liệu quá khứ là mấy chị đã hết bằng 8 rồi. Được không? Vậy năm đầu tiên của dự báo thì bằng thêm 1 đơn vị để là 9. À 9. Được chưa? Vậy thì năm dự báo cho năm 2020. Năm 2000 mấy gì? A của 2020 là bằng 0.105. 05 nhân cho 9 cộng cho 0.492 thì mấy chị ra được một số. A của 2021 tương tự thôi, nhân cho tăng thêm một đơn vị, vâng vâng. Khi mấy chị xây dựng được cái hàm số đó rồi thì cái việc còn lại là mấy chị. Thì ở đó, được không?